Với những cô dâu thấp, việc chọn váy cưới như thế nào để trông lộng lẫy nhưng không bị bơi trong váy luôn là điều các nàng dâu quan tâm Linh Nga sẽ giúp các nàng chọn váy cho nàng dâu từ 1m40, 1m55 nhé. Tip 1. Chọn váy cưới bồng xòe không đuôi. Bất kể nàng dâu nào cũng muốn diện váy cưới bồng xòe, thế nhưng với những nàng dâu cao 1m40 đến 1m55 thì nên chọn váy cưới bồng xòe không đuôi, giúp nàng vẫn lộng lẫy nhưng không quá nặng, tránh được những tình huống cô dâu phải kéo váy lê thê trông mệt mỏi. Tip 2. Diện váy cưới A-line. Dáng váy A-line giúp cô dâu trông thanh thoát hơn, có độ xòe phù hợp, không quá nặng nề so với thân hình nhỏ nhắn như váy bùng xòe đồng thời giúp cô dâu dễ dàng hách được chiều cao Thứ ba chọn váy có họa tiết đơn giản các họa tiết được đính kết cầu kỳ sẽ khiến chiếc váy trông nặng nề hơn do đó các nàng dâu nên chọn váy được đính kết tự do vừa đảm bảo độ lộng lẫy nhưng vẫn trông thanh thoát Thứ bốn chọn váy cưới trễ vai hoặc cổ tim dáng cổ này sẽ giúp cô dâu lộ được phần cổ và ngực giúp tổng thể của nàng được thoáng hơn đặc biệt dáng cổ áo này còn giúp nàng khoe được bờ vai thon gọn trông nàng quyến rũ hơn vào ngày trọng đại của mình đấy